Iran và Nga đang thực hiện bước cuối cùng hướng tới việc ký kết hiệp định hợp tác lâu dài. Thông tin này được Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cung cấp trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Moscow vào ngày 29 tháng 3. Ngoại trưởng Iran cho biết các phái đoàn cấp cao của Iran và Nga đang trao đổi tầm nhìn ở các cấp độ khác nhau. Tổng thống hai nước cũng duy trì liên lạc. Nhà ngoại giao Iran lưu ý rằng các mối quan hệ giữa Tehran và Moscow đang đi đúng lộ trình và ngày càng cải thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác song phương trong các tổ chức khu vực và quốc tế sẽ tiếp tục theo hướng tích cực. Ông cũng cho biết phía Nga đã đánh giá hoàn tất bản dự thảo thỏa thuận hợp tác chiến lược lâu dài và hy vọng sẽ có được văn bản cuối cùng trong khoảng một tháng tới. Còn về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết các cuộc trao đổi giữa Moscow và Tehran vẫn đang được thực hiện một cách chủ động trong các lĩnh vực khác nhau và có tiến bộ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng quan hệ song phương, các hoạt động trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư và kinh tế, cũng như trong việc triển khai những dự án quan trọng, đều đã được mở rộng trong thời gian vừa qua. Ông Lavrov cũng lưu ý rằng Nga và Iran đang hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Ngoại trưởng Iran thực hiện chuyến thăm chính thức Nga theo lời mời của Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov.